Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về cách ngâm vải, cách ngâm rượu vải các bạn nhé. Thì các bạn cần phải chuẩn bị ở đây đó là vải. Thì bây giờ là mùa vải đúng không các bạn? Vải rất rẻ và ngon. Một năm mới có một vụ thôi các bạn ạ. Và các bạn cần phải chuẩn bị đó là vải và đây là rượu. Ở đây là mình lấy rượu ở quê ra là rượu lép đấy các bạn ạ. Rất là thơm và ngon. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 1 kg vải, tức là người ta cân cả cuống là 1 kg, thì mình sử dụng nửa lít rượu. Thì các bạn ngâm làm sao mà khi mình ngâm nhá thì cái vải nó ngập rượu là được. Thì trước hết thì mình cắt những cái quả vải này ở những cái cành này ra khỏi này. Thì các bạn biết đấy, về mùa này rẻ, vải rất là rẻ luôn. Mà các bạn ăn thì ăn nhiều thì cũng chán đúng không ạ? Cho nên là các bạn hãy làm một hũ rượu vải nhé, cho các ông xã nhà mình uống và các bạn mình là con gái cũng uống được rất là ngon. Tất nhiên là các bạn chỉ cần thừa rượu nấu và rượu nhẹ thôi, các bạn đừng lên là ngâm những cái mà rượu nó nặng quá, thì mình uống thường thường là dễ bị say và rất là hại dạ dày. Cho nên là các bạn chỉ cần thừa cái tầm rượu tầm 30 đến 35 độ và các bạn ngâm vào, thì là khi mà nó hạ cái hơi men xuống thì còn tầm khoảng 25 độ thì các bạn uống rất là ngon. Và các bạn biết rằng là cái quả vải này bản chất nó rất là ngọt đúng không ạ? Thì cho nên là các bạn hãy ngâm và sau khoảng 1 tháng các bạn có thể là sử dụng được. Thì các bạn uống thì cái rượu vải nó rất là ngon và ngọt ấy. Rượu vải là một trong những rượu hoa quả rất là tốt. Mặc dù có thể là hơi nóng một chút nhưng không sao, mình uống ở cái liều lượng nó vừa phải thì không vấn đề gì đâu các bạn ạ. Và đây, sau khi mình đã cắt xong ra cái chậu như thế này rồi thì bây giờ mình bóc quả ra các bạn nhé. Thì trước hết là mình bóc cái vỏ ra đã. Mình bóc cái vỏ ở bên ngoài ra, cái vỏ sân ở bên ngoài ấy, ra. Sau đó là mình mới lấy hạt ra cũng được. Đấy thì các bạn, thì ở đây thì cái chùm vải này của mình là nó, thế nếu mà quả là sâu như vậy thì các bạn bỏ đi nhá. Đấy, thì cái chùm vải này của mình thì mua buổi sáng nên là mình thắp hương, cho nên là nó hơi khô vỏ một chút nhưng không sao các bạn ạ. Bây giờ mình đi làm về thì mình mới làm được. Thì các bạn hãy bóc sạch vỏ này, nó hơi khô nên làm bóc nó không được dốc. Thì khi mà các bạn bóc cái lúc nó tươi ấy, thì nó sẽ dễ hơn. Về mùa này rất là nhiều hoa quả thì các bạn có thể là tận dụng những cái mùa tới như thế này, các bạn là ngâm mận thì các bạn có thể ngâm làm nước uống. Hoặc không những là cái vải này các bạn làm được rượu vải mà các bạn còn có thể nấu được chè vải với hạt sen cũng được. Thì hôm nào mình có thời gian thì mình sẽ làm nấu chè vải các bạn nhé. Rất là đơn giản thôi. Thì giống như là chè long nhãn ấy, thì các bạn nấu bằng chè long vải cũng được. Thế thực ra thì các bạn biết đấy là các đấy quả này lại sâu rồi các bạn này. Các thương lái thì bán vải thì thường những người dân năm nay vải rất là rẻ, không biết làm sao được. Thì các bạn hãy mua ủng hộ và làm những cái món rượu vải rất là tốt cho sức khỏe như thế này thì cũng rất là tốt thôi. Chứ còn thực ra mà các bạn ăn nhiều thì các bạn cũng cảm thấy chán đúng không ạ? Thì các bạn có thể là làm những cái rượu như thế này thì phải sau mùa thì các bạn vẫn có thể uống được cái rượu nó có hương vị của mùi vải rất là tốt. Với cái kinh tế rất là rẻ thôi nhưng mình được những cái hũ rượu hoa quả rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, quả này lại sâu các bạn nhé. Thì tất nhiên là mình mua thì cũng không thể tránh được, mình chỉ cầm cả tú mình mua, cho nên là quả nào sâu thì các bạn nên bỏ đi thôi. Thế sau khi mà mình đã bóc hết như thế này rồi nhé, thì bây giờ lại mình lại dùng cái con dao ấy. Thì các bạn nên là tất nhiên là mình làm như này mình đi găng tay vào rất là khó chịu đúng không ạ? Cho nên là các bạn hãy vệ sinh sạch sẽ tay trước khi mình làm để làm những cái đồ ăn ấy.
Đấy thì các bạn dùng dao và các bạn, bởi vì cái nhâm vải này nó rất là nhiều nước nên các bạn phải dùng dao để các bạn cứa những cái đầu hạt này ra, sau đó là mình bỏ cái hạt đi. Thì các bạn biết là mình mua cái vải này thì hạt nó rất là nhỏ như thế này thì rất là ngọt và ngon. Và cái đen đen như vậy thì là nó, các cái hạt nó dính ra thì không vấn đề gì đâu các bạn ạ. Bình thường ra như các bạn nhỏ nhà mình ấy, vì ăn cái vải các bạn ấy rất là hay chảy nước ra tay, cho nên là mình cứ hay dùng làm như thế này, sau mình để một cái hộp ấy, mình để vào ngăn mát lạnh cho các bạn, khi các bạn ăn các bạn chỉ việc lấy thìa các bạn xúc thôi. Thì tất nhiên là như vậy thì vừa cái đảm bảo cái an toàn là ăn vải là không bị nghẹn đấy, tức là an toàn khi ăn và nước không bị chảy ra tay. Thế thì bây giờ mình làm đến rượu vải thì mình cũng làm như thế này, sau đó là mình ngâm thì nó rất là dễ. Và khi ngâm đấy thì tất nhiên là cái rượu sẽ ngấm vào cái vải, và cái vải nó tiết ra nước ngọt của vải, cho nên là các bạn cái cùi vải này các bạn có thể ăn hoặc không có thể các bạn bỏ đi, bởi vì là nó rất là cay rồi, vì nó ngấm rượu vào rồi mà. Nếu bạn nào ăn được thì ăn, không ăn được mình có thể là bỏ cái đi và mình uống cái nước rượu đấy rất là thơm và ngon. Thì mình nhớ là mùa vải năm ngoái mình cũng ngâm một hũ, thế nhưng mà mình thấy ông xã nhà mình khen ngon cho nên là năm nay mình làm để mình chia sẻ với các bạn là cũng làm như mình như thế để tạo ra được món rượu hoa quả rất là tốt nhá. Chị em mình con gái cũng uống được, tức là trước khi đi ngủ các bạn có thể uống một chén rất ngon, hoặc sau khi ăn cơm thì các bạn uống cũng không sao hết. Tất nhiên là các bạn hãy, mình chị em mình con gái thì các bạn hãy sử dụng cái rượu nó nhẹ thôi. Đấy thì các bạn cứ dùng dao các bạn cắt như vậy, bóc như vậy thì để mình bỏ cái hạt đi, khi mà mình ngâm thì nó sẽ không bị phai ra cái vị chát của hạt các bạn nhé. Bạn nên nhớ là như vậy, vì các bạn biết là khi mà mình ăn phải cái vỏ hạt đấy nó rất là chát, nên là các bạn hãy bóc và bỏ hạt đi thì uống rượu nó rất là thơm ngọt. Nhiều khi là các bạn làm cái rượu rượu nho ấy thì các bạn biết rượu nho bình thường mình uống mà họ đóng chai sẵn ấy, thì nó chỉ từ 15 đến 20 độ thôi, rất là nhẹ đúng không các bạn? Cho nên là cái rượu này thì các bạn cũng chỉ là rửa thừa rượu nấu, nhưng các bạn cũng nấu cái rượu nó ở cái nhiệt độ bình thường thôi, thì các bạn uống rất là thơm ngon và ngọt và không hại dạ dày, rất là tốt cho sức khỏe. Đấy nên là các bạn đừng lên là làm cái rượu nó quá là nặng 40 45 độ, thì mình là chị em con gái mình uống thì rất là quá tiểu lượng đúng không? Đây cái đen này là cái hạt bên cạnh không vấn đề gì đâu các bạn. Thì bây giờ mình làm xong rồi thì bây giờ mình cho vào một cái nọ như thế này. Thì các bạn ví dụ các bạn mà có những cái bình ấy, những cái bình rượu và cái nắp của nó thật là kín ấy, thì các bạn cho vào những cái bình thủy tinh ấy thì rất là tốt. Bởi vì thực ra này các bạn, nhà mình ông sẽ mình cũng uống ít, thành ra là mình cũng chỉ ngâm khoảng nửa lít đến một lít thôi, thỉnh thoảng ông uống. Thế cho nên là các bạn mà thích thì các bạn ngâm nhiều nhiều một chút, khoảng 5 cân cũng được, nhưng mà mất công bóc hơi lâu một chút thôi. Thế nhưng mà thì mình sẽ dùng được cả năm luôn đúng không ạ? Đấy thì các bạn chỉ cần đổ rượu vào sau đó là ngâm, thì các bạn nhìn thấy là nó ngập mà ổ như thế này là được. Chứ cũng không quy định là các bạn phải ngập ngâm bao nhiêu. Các bạn cứ đổ mà cái lượng rượu nó ngập vào cái mặt vải nó không bị hở lên là được các bạn nhé. Đấy thì các bạn nhìn thấy là rượu thì cùi vải rất là trong trắng, các bạn nhìn nó như là hạt đác đúng không ạ? Đấy, và các bạn ngâm rượu vào chỉ cần độ khoảng 2 tuần thôi là các bạn mở ra thấy nó rất là thơm rồi. Thì khoảng 1 tháng sau các bạn sử dụng thì quả là tuyệt vời luôn. Còn tất nhiên là các bạn có thể uống ngay sau 1 tuần cũng được. Nhưng lúc đấy thì cái lượng nước vải và cái lượng chất trong ngọt trong vải nó chưa tiết hết ra ấy,
các bạn uống vẫn cảm chưa cảm nhận được, các bạn để khoảng 1 tháng sau các bạn uống mà xem rất là ngon. Rượu thì các bạn nên nhớ là nếu mà là rượu chuẩn ấy thì các bạn nấu càng để lâu thì càng tốt, nó đỡ cái hơi cồn và hơi men đi thì cái chất lượng rượu nó lại càng chuẩn, đúng không ạ? Đấy, thế là video rượu vải của mình đến đây đã xong rồi nhé. Xin